chai á, mấy thùng nó được chai lớn. Chai lớn giá nhiêu vậy? Chai lớn giá 30. Tụi có lấy ngựa không? Cái người lớn chưa lấy mấy thùng. Đang nói cho 40. Ồ, bao nhiêu luôn? Ba chục mày. Ôi mi đi lại chục rồi. Đau. Cái đó là nó còn khai. Cái cục dây trời ơi, tức thiệt chứ. Không phải nãy nó thay lon rồi, nó ổng rồi.